Ủa? Thằng Đặng còn tuột nè. Nó thủng. Nó thủng nó chui ra. Nó bảo là nó không ngoan luôn. Đây rồi chú để cho mà. Để cho nó ăn đi. Luộc lên này. Thái ra mà luộc ở trần lên con này nó to. Bây giờ với Thái á? Ừ. Em tưởng luộc lên với Thái. Ừ. Em thấy luộc lên Thái dễ hơn anh ạ. Ừ. Em toàn làm thế anh. Luộc với Thái thì nó không ngon. Thì nó khi cái lòng mà mình luộc lên Thái nó không còn kiểu khi cầm nó căng bóng nữa. Em thấy nó cầm nó dễ. Ừ, đúng rồi, làm cái Thái dễ hơn. Người máu vỡ với gan cái gan đồ rồi ngại này thôi nhìn ngon ngay. Mình chuyên ra món này rồi. Dày lắm. Ăn nóng xào. Mới gì giờ nước không? Đồ nướng anh, nó có cái loại này mà nhưng mà cũng ngậy mà anh nhỉ. Ăn được, gia vị họ chấm thì ngon. Thì chừng cứ lớp chấm ngon là ăn ngon hết. Lửa miệng hết. Ớt nhiều quá. Trong này nướng vừa tầm chín nha anh, nó có dần giòn này. Lửa miệng. Ớt cho vào cay cay là lửa miệng hết. Non coca. Hết ngán ngay. Yeah.
Dưa chua thôi. Rau gì? Ừ. Vườn có. Cái này đừng tán. Sợ gì? Anh này ai tí đòi thì đòi phí nha, em cho nó nhé. Không nhé, sao đâu. Có một đêm đi tìm với nước mắm nhá. Anh phải cướp qua ít mỡ đi chứ. Tốt rồi đấy. Đừng hả? Mỡ với cái tẩm. Nhưng mà phải có tí chứ không mà. Không chưa, chưa. Em thích ăn mỡ tí. Vừa này về làm về. Thế là chưa lấy về còn lại. Nhưng mà có tá con ở nhà lắm nào rồi. Chị thì không gọi là được. Em chơi con mẹ ở đây, em chơi con mẹ cho con ăn nhỉ. Anh cắt đoạn ngắn thôi. Nhưng em mới lộn lại có đó. Tui ra chỗ này. Cái mỡ là ở mặt ngoài chứ anh nhỉ? Ừ. Đầu tiên em cứ nghĩ cái mỡ là ở mặt trong. Xong mọi người bảo con này thấy như thế thì sai lầm nên nó làm sao nó bám được hết được cái mỡ. Nó lộn ra. Nó xé loạn đến luôn ra. Mặt trong và mỡ như này thì có mà nhồi máu cứ nhồi ruột nó rồi. Chẳng ăn nổi ấy. Thấy nó nhăn nhăn như là mặt là quất. Đồ. Nhưng mà anh cắt luôn cái đoạn này đi. Hả? Anh cắt luôn cái đoạn đấy đi. Tí nữa trời. Ôi. Anh cho cả một nêm mì chính vào không. Đi ấy anh ơi. Cho vào cái nồi nước thôi, nước cùng uống. Thế nào? Thấy anh em lúc rồi à. Làm đây tí nữa lúc nào ăn thì cái này lúc nào ăn thì xào thôi. Hàng ngày càng rét. Này ra hôm kia bảo không cân 800 mét. Cái này một nó cân chả. Nhưng mà nó lặng ở cái nước lắm anh ạ. Cho cả các thứ vào luôn nhá. Các thứ vào nhá. Nước sôi mới thả vào hay đun nước sôi anh? Bây giờ nước sôi vào thì 4 kg rồi. À thêm 4 rồi đấy. Ừ, bằng 4-5 mà. 5 kg. Ủa, nó đã thì sao để ạ? Tò nhỉ. Này mà nhồi nòng thì không mất nổ. Còn anh ơi,